Xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay hiện tại Lộc đang có mặt tại cốc Ông Tư Tu Tiên. Bữa giờ thì cũng tầm 5-6 ngày thì Lộc không có đến cốc Ông Tư mọi người. Hôm nay thì Lộc đi tầm 5 giờ sáng và phụ Ông Tư quét lé ở phía sau trận pháp nơi Ông Tư Tu Tiên sắp đế mọi người. Và bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng ngồi lắng nghe Ông Tư thuyết pháp cùng với Lộc nha. Chào quý ông đệ, hôm nay tôi sẽ đến với quý ông đệ có cả bản giờ ra đây có một vị hỏi. Tôi chưa có tu tập nhờ đại sư giải thích thế nào là phân biệt được thiện ác vô pháp quán ra Bồ Tát. Đây tôi xin đáp và diễn giải các nghĩa, diễn giải của các nghĩa. Quý vị theo dõi bài giảng của chúng tôi. Hỏi: tôi chưa có tu tập nhờ đại sư giải thích thế nào phân biệt được thiện ác vô pháp quán ra Bồ Tát. Đáp: tâm người thường hay bị chuyển nếu bởi những tư tưởng của những thứ sự hàng ngày, dứt khoát được ảnh hưởng của chúng nó là phải có công phu niệm Phật tâm giải thoát, rồi các sự chi phối của các mối tư tưởng mới được thanh tịnh. Khi tâm đã được thanh tịnh thì sự kiểm soát của các mối tư tưởng mới có hiệu quả. Thứ tư tưởng nào sanh ra làm cho tâm không được an ổn là tánh hay là ác tưởng? Ngược lại, thứ tư tưởng nào sanh ra làm cho tâm được thư thái là chẳng lỗi tánh hay là thiện tưởng, tánh bình đẳng? Ông cần tiến thưa: niệm danh hiệu quán ra Bồ Tát sẽ sanh được tánh lành căn bản nào? Đại sư nói: niệm danh hiệu quán ra Bồ Tát sẽ sanh được tánh bình đẳng. Ông cho tiến thưa: tánh bình đẳng là gì? Đại sư nói: ấy là tánh bất nhiễm, vượt qua ngoại ảnh và vọng tâm. Người được tánh này sẽ không còn thù nghịch, không còn tham cầu, không còn thiết dữ. Ông cần tiến thưa: nghĩa thế nào mà gọi là không còn thù nghịch? Đại sư nói: còn phân biệt chứ không nên thù nghịch. Thấy người làm ác, mình sanh trong ghét, ấy là nghĩa nghịch. Từ một tư tưởng ghét sẽ dễ sanh ra các thứ tư tưởng sân hận, độc hại, vân vân. Thấy người làm thiện, mình sanh tâm ưa thích, ấy là nghĩa thuận. Từ một tư tưởng ưa thích sẽ dễ sanh ra các thứ tư tưởng bên vực, mất nghĩa thẳng, vân vân. Vì cứu cánh của nó như vậy nên gọi là ác tưởng. Ông trong tiếng thưa: tu hành là phải tiết thì giờ và giữ hạnh để bảo tồn hạnh phúc. Tư tưởng này cũng ác hay sao? Đại sư nói: tiết thì giờ đó qua mà không làm được việc gì hoặc chưa hoàn thành ý nguyện là dễ sanh ra các thứ tư tưởng hối hận, ăn năn, buồn rầu, quân làm theo tánh bình đẳng. Người không còn lo nghĩ phải giữ gìn các hạnh tu cung quán được lành, lo nghĩ mãi sẽ mất an lạc, mặc dầu là lo nghĩ giữ việc lành. Ông trong tiếng thường: người tu xuất gia không giữ của là đúng, còn người tu tại gia cũng còn phải biết trước giữ của tiền danh phận, bằng không lấy gì để bảo tồn sự sống và hạnh phúc. Đại sư nói: có của là để chi dụng, sự chi dụng có chừng mực không quá lạm là được. Phát tâm lo nghĩ còn phải giữ của hay danh phận là trái tránh bình đẳng. Vì sao? Kinh nghiệm ở đời cho chúng ta thấy của cải và danh phận ít ở bình bảy một chỗ. Của cải khi nhiều lúc ít vô ra bất thường, nghèo giàu thay đổi lẫn nhau. Danh phận lúc thấp khi cao, tiếng tâm khi mờ lúc tỏ, cũng như mặt trăng khi khiết lúc tròn. Người bám chặt cái tư tưởng phải giữ của và danh phận là không thể nào tránh khỏi sự buồn khổ khi có sự mất mát hay thay đổi. Mặc dù là sự muốn giữ có khiêm nhượng đến đâu cũng vậy. Lại như vậy nữa, của cải càng nhiều hoặc danh phận càng cao thì sự tham tranh của tha nhân lại càng mạnh. Nghĩ đến đó tâm tốt phải lo lắng, có sự lo lắng là mất an ổn. Từ sự mất an ổn đến sự rối loạn của tâm thần là không xa mấy. Tâm thần rối loạn là người mất bình tĩnh, từ đấy sẽ sanh ra bao nhiêu thứ tư tưởng lỗi tránh. Các hành động sẽ hại người và hại mình, cứu cánh mình khổ, người cũng khổ. Nên sợ mình không có nhân lành là phải thực hành các nhân lành mới là thật sự giữ gìn của cải và danh phận được bền bỉ. Như vậy không còn nói đến việc giữ, nhưng lại không có sự mất mát nào. Ông Trần kính thưa, đại sư thường nói muốn được hạnh nhẫn nhục là phải tu tập pháp quán ra Bồ Tát, tu học thế nào mới được như vậy? Đại sư nói: nhẫn nhục là một bước đứng đầu trong các đức. Thường thường người tu niệm tưởng danh hiệu quán ra Bồ Tát là để chọn ác tưởng sanh khởi trong mỗi niệm tưởng. Như vậy là không có những cái thấy hoặc ta thua người hơn, hoặc ta phải người quấy, hoặc ta hiện người giữ, hoặc ta thành thật người dối trá, hoặc ta hèn ra người sang, vân vân. Bởi trạng thái của tâm như vậy nên giận hờn không có sanh, vui mừng bằng khổ, buồn khổ không chỗ trụ, ưa ghét không chỗ nương, vân vân. Vì sao lại phải ở trong trạng thái của tâm như vậy? Tâm là tánh hay phân biệt, nên nếu phân biệt được cứu cánh lành thì nên phân biệt, còn phân biệt nó bị trở ngại thì ít lợi gì mà phân biệt. Ông Trần kính thưa, nhờ đại sư chỉ rõ những lợi ích của hành nhẫn nhục. Đại sư nói: người có nhẫn nhục sống an lành, bạn bè quyến thuộc quý mến đưa gần gũi, lời nói có được nhiều người thích nghe,
Nếu có xuống ra việc gì ai cũng giúp đỡ, gặp hoạn nạn sẽ được có người hỗ trợ. Sức nhẫn nhục cảm hóa luôn được kẻ nghịch. Nhờ có nhẫn nhục mà người tu tiến khá nhanh trên đường đạo và làm được nhiều điều thiện khó làm. Lại như vậy nữa, người có nhẫn nhục được kẻ trên yêu mến tín dùng, kẻ dưới tôn trọng bò tá, kẻ cao thượng thương xót dạy dỗ và kẻ thấp hơn quan làm trung tín. Ông Trần Tiến Thưa, Phật nói sự luân hồi và các cõi đó là những chuyện sao và ngoài thực tế, vậy làm sao được lợi ích? Đại sư nói luân hồi là sự thay đổi của các thứ tư tưởng. Phật nói các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, ấy là nói cái tâm trạng khổ ảnh hưởng tinh thần của những tư tưởng tham muốn sân hận mê muội ganh ghét ác độc lường gạt xảo trá trước giữ bổn sẻ buồn phiền chán nản thất vọng giận hờn oán trách sợ hãi e ngại vân vân. Phật nói của trời, ấy là nói cái tâm trạng an lạc của sự tu tâm và những điều lành. Phật nói của thinh văn, ấy là nói cái tâm trạng an lạc ảnh hưởng của tinh thần ổn định đã xa rời các tướng giả giới hư vọng. Phật nói của duyên giác, ấy là nói cái tâm trạng an lạc ảnh hưởng của tinh thần ổn định đã xa rời những nhân duyên mê tối. Phật nói của Bồ Tát, ấy là nói cái tâm trạng an lạc ảnh hưởng của một tinh thần hòa từ bi hỷ xả tự giác giác tha. Phật nói của Phật, ấy là nói cái tâm trạng cực lạc ảnh hưởng của một tinh thần hoàn toàn giác. Như vậy đâu phải là những chuyện sao vào ngồi trực tế, người nào thực hành theo lời dạy thì sự được lợi ích liền đây. Nhưng sự thật cho chúng ta biết tư tưởng sẽ sanh ra vật chất và loại tư tưởng nào sẽ loại lợi vật chất đó. Xác thân của chúng ta có thời gian tan rã, chứ nó chẳng phải là vật trường tồn, thì sự tạo ra các tâm trạng hạnh phúc là rất cần thiết. Vì sao? Chúng ta sẽ được lợi hai mặt, một là hiện đời được hạnh phúc với các sự tu tập của mình, hay là sau khi thân này tan rã, chúng ta do nơi pháp lạc đã đặng mà sẽ được thân mới ở trong thế giới mới, trong sạch và tốt đẹp hơn. Hơn nữa quả lại tư tưởng là thế giới tinh thần, nó sẽ thành tụ thế giới vật chất. Cảnh giới của tinh thần thế nào thì là cảnh giới của vật chất sẽ là thế nấy. Xử lý quyết định như vậy không bao giờ sai chạy. Đừng nhận cảnh đời hiện nay là thật, mình cũng là sống ở trong tư tưởng. Thí dụ như mình đang ngủ sống trong một góc giam bao, trong lúc đó giả sử có người ám sát thân người của mình, tự nhiên mình sẽ rầu quĩnh quyển ở cõi đời này để sống luôn ở cảnh giam bao của mình. Bằng trong lúc đó mình có nhớ lại cảnh đời người chẳng khác nào người cất nhớ lại cảnh giam bao. Vì lẽ đó nên phải công nhận thế giới nào cũng là giam bao cả. Quả là giam bao là gốc nơi tư tưởng, quay thế giới nào lại chẳng phải là do tư tưởng sanh ra. Trừ ra Đức Phật hoàn toàn giác mới gọi được là khỏi sống trong các giấc giam bao, còn người tu chưa hoàn toàn thành Phật Như Lai là sống trong giấc chiêm bao. Sự kết tập mới là sự hợp lại của các chư tăng Phật tử để biên soạn những lời của Phật đã dạy. Ông Trần Tiến Trường hoài trì sự tu hành chỉ mong cái quả của đời sau. Đại sư nói đây là nối hòa trường hợp sanh ra cái tướng quả của đời kế, cho Phật ra luật nhân quả thành tựu liền tay ở trong đời này. Lời nói có tránh cách hóa mà người người sẽ mắng lại mình, có tâm hại người người sẽ hại lại mình, mình xảo trá người sẽ ghét mình thành thật người sẽ mến mình có tinh thần ổn định là sẽ được sáng suốt làm những điều lành, mình sẽ được tự thái. Tu đâu là hạnh phúc ấy, quả lại bản tánh của người không có trước định phải làm gì đó với mình. Chính các hạnh của mình tạo ra các món nghĩa tưởng ở nơi người, rồi các món nghĩa tưởng này được hành động hối dội trả lại mình, nên gọi việc làm của người đối với mình là phản ảnh của hành động mình. Ông Trần Tiến Trưa, có nhiều lúc tôi thật sự giúp ích người mà người vẫn làm hại tôi, đại sư nghĩ thế nào? Đại sư nói nhân quả trong ba đời trước nay và sau. Trong tháng trước có người vô cớ làm hại ông rất tức giận, ngày nay gặp mặt lại người này ông còn nhớ việc làm hại trước chăng? Ông Trần Tiến Thư thấy mặt là tôi nhớ liền. Đại sư nói đúng, vậy trí nhớ của ông làm cho ông mất thiện cảm với người này, vì tư tưởng giận hờn còn nên ông chỉ muốn làm hại người ấy mà thôi. Khi nào ông có tu tập pháp lành thì việc trả thù mới có thể bỏ qua. Quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc đời trước, đời nay, đời sau đều là các khoảng thời gian xa cách nhau, cho cái tướng nhân quả không khi nào mất. Vậy lúc nào vô cớ hợp thương hoặc ghét người là phải chú ý đến luật nhân quả của ba đời. Nay mình giúp ích người mà người vẫn làm hại mình, chắc chắn là đời trước mình có hại người, bởi luật nhân quả đã chi phối tâm người đó nên cảm tình đó của mình phải mất. Làm ác với người nào là mình gieo cái tư tưởng ác vào trong người đó, chính cái tư tưởng ác này sẽ hại lại mình, nên gọi nhân của mình nên mình phải chịu quả. Đại sư nói trong lúc sống muốn giải thoát các tranh đa dâm dục đa sân hận nhiều si mê là phải niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong lúc lên chung mà muốn đời sâu được ở chung một cõi với Phật là phải niệm danh hiệu A Di Đà Phật, là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thuộc về loại tư tưởng giác không có tham sân mê nhiễm, là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có một tinh thần giải thoát khổ của mà làm nhân quả thông ba đời, nghĩa là nhân trước làm nay chịu quả, nay làm đời sâu chịu quả. Tư tưởng nhân nhiễm thuộc về tranh ác, thân người ở trong hoàn cảnh nào của đời cũng phải chịu các khổ ràng buộc, ấy là khổ vì tâm có nhiều tư tưởng ác và khổ vì thân phải có già bệnh chết. Niệm danh hiệu có hai cách, niệm ra tiếng và tưởng niệm. Ông Trần Tiến Trưa nhìn niệm danh hiệu chắc tôi sẽ được lợi ích. Đại sư nói tâm người thường hay bị chuyển níu bởi những tư tưởng có những cái sự hàng ngày, dứt khoát được ảnh hưởng của chúng nó là phải công có công phu niệm Phật tâm giải thoát rồi các sự chi mới.
tại niệm danh hiệu có hai cách, tưởng niệm và chánh niệm và tưởng niệm. Ông trong tiếng tưởng niệm danh hiệu chắc tôi sẽ được lợi ích. Đại sư nói tâm người vốn thanh tịnh ải bị ngơ ngưỡng tưởng như là tham muốn sân hận mê muội ganh ghét ác độc lừng lừng xảo trá trí dữ bổn thiện buồn phiền chán nản thất vọng giận hờn oán trách sợ hãi e ngại quan quan các thứ tư tưởng nhờ nhiễm này thay phiên nhau đến vô tâm vui thế còn phải thủ sẵn câu danh hiệu quán thế âm bồ tát để chặt ngay sự tư tưởng đó. Nếu được nhờ nhiễm tưởng không còn thì tâm mới được an nghỉ, tâm được an nghỉ người đắc an lạc. Ông trần tiến thưa Đức A Di Đà Phật là hóa thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy sao lại không dùng một danh hiệu? Bởi lượng người đã thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên ý kiến của ngài rất lớn. Đại sư nói Đức Thích Ca Mâu Ni Phật gián tiếp độ chúng sanh qua sự trung gian của pháp, ngài dạy bất cứ sao ngài chân đạo cũng trì theo chân lý, mà ngài độ chúng sanh cũng phải trì theo chân lý. Sự việc tu hành nào đi ngược chân lý là phải thất bại. Chân lý nó có cái luật bất di dịch, Đức Phật lúc nào cũng thuận theo nó mà tạo ra các pháp tự lợi lợi ra. Luật bất di dịch của chân lý là luật nhân duyên và luật nhân quả. Tây phương cực lạc thế giới mà thân mình sẽ ở trong đó là do cái tâm pháp của mình sanh thân của Đức Phật A Di Đà, mà mình sẽ gặp ở thế giới Tây phương cực lạc là do cái niệm tưởng danh hiệu của mình nó sanh đúng theo chân lý là luật nhân duyên. Còn luật nhân quả do nhân nơi một niệm tưởng của mình sanh được một phần quả báo ở thế giới Tây phương. Lại nữa sao gọi là hóa thân Đức Phật mà mình gặp ở trong các giấc chiêm bao là đâu ngồi tư tưởng của mình? Đức Phật ở thế giới Tây phương cũng vậy. Vì sao ở thế giới nào cũng là cảnh chiêm bao cả, chỉ có địa vị Đức Phật còn trọn giác mới gọi được là khỏi sống trong các giấc chiêm bao. Nhưng ở giấc chiêm bao nào mà gần được người thức tỉnh thì chẳng mong thì lâu bền nào mình cũng được thức tỉnh. Đức Phật đã sống được trong sự tập nên mới biết hết sự tập thân của ngài sống trong cảnh tập, còn thân của chúng sanh chưa đắc đạo đều sống quanh đang sống trong cảnh giả bảo vệ. Cho nên Đức Phật nào mà chúng sanh thấy được đều là hóa thân. Vì sao? Bởi đó chẳng phải là thật thân của Phật. Lại nữa các pháp của ngài đều là phương tiện để dìu dắt lần hồi các chúng sanh cho đến địa vị như ngài. Bởi do nô phép hóa sanh nên thân tướng và thọ mạng của Đức Phật ở thế giới Tây phương không giống với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ, vì lấy đó mà danh phải khác. Ông Trần Tiến Trưa có một vị hỏi, ông Trần Tiến Trưa tu hành là phải bỏ nhà cửa cùng vợ con tầm nơi làm chỗ thanh vắng an ẩn lâu mà tu hành mới thành, có phải vậy chăng? Đáp chẳng phải về đâu, chúng ta xuất thế vào đạo mà tu, đặng sửa cái tâm tánh cho trở nên người hiền lành nhân đức và làm những điều cho lợi nhân lợi vật, những việc có ích cho đời mới công quả phước đức đủ đầy là đạo. Nếu chúng ta đi tu mà lánh đời không làm điều ích chung, tầm chỗ thanh vắng an ẩn lo phận sự riêng mình thì có ích chi cho trời đất cùng người quần nó thế cỡ nhờ, thì công quả đức hạnh đâu mà trong mong thành đặng. Tỷ như chúng ta muốn làm giàu phải kiếm phương trước chi làm ra sanh lợi ra của mới giàu, nếu muốn giàu có mà không chịu khổ cực thì tiền của nó đâu mà đến cho mà dậu đặng. Còn chúng ta muốn thành tiên Phật thánh hiền hay là hưởng phước thì chúng ta phải chịu khổ cực với đời ra cứu độ chúng sanh và tu cho lợi ích trời đất cùng người quần, thì nhờ công quả ấy mới ban thưởng cho chúng ta thành chánh quả đặng. Và chúng ta tu trước phải ở thế mà chịu những điều lao tâm tiêu trứ gây go khổ não cực nhọc cống đốn cũng nhờ các điều nâu thế gian này mà trao dầu luyện tập cái tâm sắc đá của chúng ta. Nếu chịu nổi các điều ấy thì trở nên thành quả vị tiên Phật. Chúng ta tu đây chẳng khác khúc gỗ kia, phải đỡ chịu cho đời cưa các đục đẽo vào chột chạm đó mới ra hành tượng. Nếu chúng ta đi tu mà không chịu những điều có thế gian đục đẽo vào chột chạm đó thì cũng như khúc gỗ kia không chịu đỡ cho ai đục đẽo đá động đến thì làm chi có ra hình dáng đạn. Nên sách rằng phủ trác chí công dĩ thành kim thân, nghĩa là rìu búa đục đẽo vào chột chạm đó mới ra hình dáng, là thì công đức chúng ta làm nên là đó. Các đấng Phật xưa còn phải chịu trải qua 81 nạn mới thành. Nếu chúng ta có đạo mà không có đức thì làm sao thành? Nên có câu nhược bất đích âm công, trưởng âm chất động, khẩu quần ma trác kiến dương, nghĩa là chẳng lập công quả chẳng chứa âm đức thì ma chứng giới động ngăn cản khó có thể mà thành đạo. Vậy chúng ta tu phải trước phải ở thế mà lập công đức, tập rèn tu luyện cho ra hạnh đạo mới thành tiên Phật mới xứng. Nên có câu hổn phục hồ hôn nhương bất thức, hành quân lưu thủy độ nguyên nhân, nó là lẫn lộn lâu còn tới không ai rõ biết, lặn suối trèo non tìm kiếm người mê mà độ dẫn là trường lập công đức vậy. Chẳng luận lên núi mà tu, sách có câu nhơn nhơn hữu cá linh sơn tháp, bất tại linh sơn chỉ tại tâm, có nghĩa là người nào cũng có núi linh sơn trong tâm. Chẳng luận lên núi mà gọi là linh sơn chỉ tại nơi lòng chúng ta. Nếu lên núi hay là ở chùa mà không giữ y luật đạo, tâm tánh không hiền lành, đạo đức không có thì làm sao thành hay siêu thoát đẳng? Nên chúng ta tu phải chịu khổ cực với đời cho âm chất đầy đủ, sau sẽ kiếm nơi danh sơn phước địa mà tu bực đúng giáo pháp môn tối thượng nhất thừa, vô vi bí pháp như các
đón tiên Phật thánh hiền trước mới đặng, chứ đừng nghe tiên Phật lên núi tu thành đạo mà nay chúng ta mới vào đạo chưa hiểu tâm pháp là gì, công quả đạo đức không có mà bắt rước lên núi hay chỗ tịnh ngồi liền thì phải bị tà khí nhập cứu trung gạt cảm về nẻo lợi danh mà phải lại trở lại tới nữa. Nên vào đạo phải cho thông hiểu sơ giai tu làm sao, trung giai chánh giai tu thế nào, chứ đừng gọi máu vào trường giai mà lo đi đi cửa nhân cấn sĩ. Vậy chúng ta đừng lấy tâm phàm ham muốn thái quá tày sai lục đạo lại uổng công ngọc phước. Nếu ai không nghe lời tôi luận đây, cứ lấy ý riêng mình làm thử coi có nguy hiểm không. Vậy người mới vào đạo chẳng nên tầm chỗ thanh quán sớm mà liền đạo là sai lý đạo. Có một vị hỏi, ở cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giả hay thật? Ông Trân kính thưa, các pháp tu đến với Phật đều là phương tiện, pháp A Di Đà Phật cũng là phương tiện. Vậy Tây Phương Cực Lạc thế giới là cảnh giả hay thật? Đại sư nói, nếu nhận cảnh thế giới này của loài người là thật thì cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc là thật. Bằng nhận cảnh thế giới này của loài người là giả thì cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc là giả. Vì sao cảnh thế giới cực lạc được gọi là giả? Là bởi nó không trường tồn vĩnh viễn, có thể tâm lực con người chuyển đổi lúc nào cũng được. Như lời Phật nói trong kinh Kim Cang, các tướng pháp hữu vi đều như bóng hiền, như bọt bóng, như sương, như điện chớp. Với lời của kinh này, ý Phật muốn cho chúng ta đừng đắm theo các cảnh hoặc sắc tướng không bền vững mà phải bị khổ. Người tu còn sợ cảnh ác của thế gian là nên tạo pháp A Di Đà Phật để đời sau được sinh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bằng tâm đã cứng cỏi rắn chắc thì ở thế giới nào cũng vậy. Vì sao? Tâm thanh tịnh thì ở thế giới nào cũng thanh tịnh. Như người có tâm buồn thì cảnh vui cũng hóa ra buồn, còn tâm người đã vui thì cảnh buồn cũng hóa ra vui. Giữ được tự tánh niết bàn thì ở đâu cũng là thế giới của Phật. Phật có nói pháp giới cũng không thật mà cũng không hư. Vì sao cảnh thế giới Tây Phương được gọi là không thật? Là khi tâm người tu không còn dính mắc hai tránh khổ lạc nữa. Còn nghĩa không hư của thế giới trên Tây Phương Cực Lạc là đối với những tâm còn bị ngoại cảnh chuyển được. Vậy phải có cảnh lạc để người được lạc. Trước khi trọng pháp phải quan sát trình độ của tâm được mình. Nếu tâm không còn rúng động trước các sự quyến rũ của sắc đẹp danh lợi, hoặc cũng không còn sợ các hoàn cảnh ác y hiếp thì trọng pháp nào cũng đặng. Ngược lại nên tạo pháp A Di Đà Phật để đời sâu được sinh và Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng sách. Tu hành có nhiều bậc thành công khác nhau, hoặc khiêm nhượng nhẫn nhục, hoặc trí kiền của cứu kẻ bằng hàng tu kỳ bờ lộ, hoặc gửi can trường luân lý trên điều hung dữ, làm các việc lành lập công, làm âm chất có công với đời, giúp về lạc thiện đường chính là bậc thiện đó. Còn gặp trường sư chỉ phép tu hành ly gia các ái, kiếm nơi thanh tịnh kiếm nơi thanh tịnh, hoặc ở hoặc ở linh sơn mật tu chí đạo chẳng cho mình trước chẳng tổn tinh thần, thời gian dứt đoạn của trí kiên tâm nhất dạ không còn linh đơn thành tựu mới là người tiên đó. Đây cũng là do có hành công quả đạo đức mà thành, chẳng phải tụng kinh niệm Phật mà nên trình trì trai giới sát mà trọn đủ. Trì trai có nghĩa là lòng nhân thương Phật. Nên thầy Mạnh Tử rằng kiến kỳ sanh bất nhẫn, kiến cự tử, quan cự trinh bất nhẫn, thực kỳ nhục. Có nghĩa là lấy thấy sống chẳng nữa đành, thấy chết nghe tiếng kêu ra ăn thịt sao đành. Nên người trí nhân phải trì trai giới sát và dùng vật chất nhẹ nhàng giúp cho tánh thiên liêng mới là trí nhân. Cũng do nhân đức mà làm tánh hiền đạo. Đứng làm người có hai ơn rất lớn. Ơn tạo hóa là vì trưởng đế phú cho mỗi người một điểm tránh linh quang. Ngài tỉ như một đốm lửa, lửa lớn, lấy lửa đó chia ra cho mỗi người một đốm lửa nhỏ kêu rằng tiểu thượng địa. Như một hộp giống gieo xuống đất rồi xanh xanh hóa hóa. Điểm tránh linh ấy nó thuộc tiên thiên nhất khí chia ra cho mỗi người thì phải thông đồng với khí không hành hóa hấp của trời đất. Nên tánh linh của người cảm xúc cử động việc hiện lành trong lòng thì cái cơ khí của trời điều động việc hiện lành nó liền tiếp nhau. Thiên khí là khí nhẹ nhàng hơn hết, nó hay khinh phục trung lên hiệp với trời. Vụ điểm linh tánh của người cảm xúc cử động việc cử trong lòng thì cái cơ khí của trời điều động ác khí ứng đối liền nhau. Ác khí thì hay ô trượt nặng nề trầm xuống hiệp với đất, cho nên sách trung hiếu luật rằng khi kỳ nhân tức tỷ, khi kỳ tâm tức tỷ, khi kỳ thiên. Nên là giới trái với người là giới lòng mình thì là giới với trời. Nên rõ cái tâm của người trong lòng với trời lòng vậy, với lòng trời vậy. Nên có câu tạm tạm thanh thiên bất khả khi, quỷ trần cử ý ngã liên tri, khiến quân mà tác khi tâm sự, cổ quản chim lai phá phóng quá tri. Nghĩa là trời tim bị mịt xanh xanh, chẳng nên giới mở tích nên trong lòng thì trời đã biết rồi. Khuyên người cho chính việc gian giới trong lòng, xưa nay qua lại mấy ai rồi khói mấy đạo hối đặng. Ông tiên tiên sinh rằng phi cao diệu phi quyển đó chỉ tại nhân tâm. Nghĩa là trời chẳng phải cao cũng chẳng phải xa, đều có ở trong người cả. Nên làm việc gì phải coi như có trời đất chứng ở trong lòng mình vậy. Nên phải giữ mực hiền lành mà bỏ các điều gian dối của cái ác tâm.
gìn lòng nhân đức đó, giữ việc hiện lành bình chặt cho đến chết mà thôi, thì là đền bờ ơn tạo hóa. Bảo việc lành thuộc thanh khí nhẹ nhàng thuộc quốc tạo hóa, mà mình giữ đặng lành thì là thuộc đã báo ấp đáp công ơn của tạo hóa cùng cha mẹ đặng. Chứ mình ở đó, mình đứng trong vòng tạo hóa đây mà an hưởng có ai tạo lập các loài nước cùng hoặc các loài nước cùng hoặc cho là cùng các loài lưu nước cùng hoặc gió lửa trên nó có một có cho có hoàng hoặc cho có mà dùng ấy, có phải là nhờ ơn đón đón đổ là trời trăng quỳ có nào mình chẳng đỡ nhìn công ơn ấy, chẳng lo sợ kính đền bờ bởi tâm phàm của người hay giờ đỡ mắc hằng tới sự hữu hình, lòng ham muốn theo tất tình lục dục đua chen tranh giành đột lợi phủ sắc tài khí vô ngàn ít riêng cho mình, mà quên phước căn bổn của con người làm cho phạm tội với trời đất chung khắc trong ngũ hành tán trọn lương tâm tiêu mòn linh khí mà chết sẽ lọ luôn hồi uống cho mình lắm quỳ quậy mà không có thì rảnh để đền bờ ơn tổ quốc cùng cha mẹ đặng. Sách có câu rằng dĩ ái sơ tử chi tâm tự thân tắc đận hiếu, dĩ báo chi phú quốc chi tâm sự quân tắc đận trung, có nghĩa là lấy lòng thương con mến vợ đó mà thương cha mến mẹ đặng quay thì tộc hiếu, lấy lòng ham muốn dầu sang đó mà ham muốn thờ vua đột đặng quay thì tộc trung. Nên sách dạy rằng bất hiếu giả ngủ trục đầu chỗ gọi bất hiếu có năm điều: độ kỳ trí chi, bất có phụ mẫu chi dưỡng nhúc bất hiếu giả, bác dịch đạo ẩm tủ, bất có phụ mẫu chi dưỡng nhị bất hiếu giả, hảo hóa tài tư chi trê trữ, bất có phụ mẫu chi dưỡng tam bất hiếu giả, trúng nhĩ một chi dục dĩ quy phụ một lục lúc bất hiếu giả, hảo giọng đóng ngân chi nghi phụ mẫu ngủ bất hiếu giả. Nghĩa là làm con biến nhát trẻ nải chẳng đớt chứng nuôi cha mẹ là điều bất hiếu trước nhất, tham rượu thiệt cho bờ công nghĩ tưởng công cha mẹ nuôi nấng cái hình vật của quốc này là điều bất hiếu thứ hai, ham tiền của riêng cho vợ con công nghĩ tưởng công cha mẹ sanh dưỡng cái hình vật này là điều bất hiếu thứ ba, ham đua ham mê vật dụng chẳng nghĩ tưởng cha mẹ nuôi nấng cái hình tượng này là điều bất hiếu thứ tư, ham đua tranh đánh đập làm cho hư nát thân thể của cha mẹ sanh dưỡng là điều bất hiếu thứ năm. Nên người phải lập trí trung thân dưỡng tròn bổn thể đang làm trọn hiếu mà vào đường nhân đức. Nho nói rằng con thể pháp cô trợ chi phụ mẫu bất cảm mỹ thương hiếu chi chỉ đã dương danh ư hậu thế dĩ hiền kỳ phụ mẫu hiếu chi chung giả, có nghĩa là cái hình quốc gia thiệt thọ bẩm ký khí cha mẹ sinh dưỡng chẳng nên phải hội tăng trương tổn là hiếu ban đầu vậy, hay là lập thân học đạo tu cho đất cái thân này trở nên thánh hiền tiên phật hiếu đó là tận cùng vậy. Nên người phải suy cổ nghiệm kim học đời mà sửa tánh lần lần cũng trở cũng trạng nên người hiền đức, sửa tánh răng lòng tu thân là đường vào ngôi thánh hiền tiên phật đó. Muốn sửa tánh răng lòng tu thân thì hãy nghe theo lời của Đức Khổng Tử dạy đây: thông minh hệ trí thủ chi dĩ ngu, công bị thiên hạ thủ chi dĩ nhượng, dũng lực phương chống thế thủ chi dĩ khước, phú hữu tứ hải vũ cường thủ chi dĩ kim. Đức Khổng Tử nói dầu mình có thông minh trí hệ hơn người thì cũng coi mình như ngu dốt vậy, dầu cho công lao mình đầy khắp trong thiên hạ thì cũng phải kính nhường người, dầu mình có sức mạnh hơn đầu thì cũng xem mình như kẻ mềm yếu vậy, dầu mình giàu có trong bốn biển thì cũng xem mình như kẻ nghèo hèn vậy. Còn thầy Tử Cống nói rằng bằng nhi vô xỉm phú nhi vô kêu, nghĩa là nghèo không theo a vua nói vừa kẻ có của, còn giàu không kêu quan khiêu hãnh. Đức Phụ Tử nói rằng bọn như vua ốm ngang phú như vua kiểu vậy, nói là nghèo không tránh bọn cái hàng có, nghèo không quê quan kinh dở. Ông Thái Công nói rằng hoặc nghĩ kỹ quy như triệu nhân, hoặc nghĩ kỹ cao như tri nhân, hoặc nghĩ trí ngu nhân, hoặc trị đồng nghĩa kinh địch, có nghĩa là chớ ỷ mình trước quan sang trọng mà cho người hèn hạ, chớ ỷ mình nơi cao mà khi người thấp hèn, chớ ỷ mình trí thông minh mà khi dở người dạy cờ, chớ cậy sức mạnh mà lấn lướt kẻ mà miếu. Xong các thánh hiền xưa cũng phải răng rồng phát kỹ phục lễ mà đạo vua quy mới siêu phàm đậm nhập tánh đặng. Còn chúng ta đây gặp lúc trang kỳ mà khởi đương thời toán bộ thì phải dùng con mắt tinh anh nhậm lệ mà dồn thêm các việc trong đời, chớ làm cuộc dối giá dối giả. Và con người đứng trong cuộc thế này mãn lo công phú quý cầu hầu đua chen cho hết sức chết đời đều phải hết. Nên sách có câu rằng tam tấu ký tại thiên ban dụng nhất đáng vô thường hoàng sư hưu, nghĩa là ba tất hơi còn thì ngàn quyệt đáng may buổi vô thường đến buôn việc đều thôi. Xin đồng chí xét đó mà nói nghĩ chí lý thật là giải cuộc, nên đứng làm người phải giữ căn bổn là nền đạo đức của mình. Có chữ rằng nhất tốt nhân con đang tác phục, nghĩa là mất răng này có kiếm trở lại đặng. Sách có câu bất dĩ bằng cùng như giải đạo, bất dĩ vũ quý như hiểm đạo, nghĩa là đừng quỳ nghèo nàng mà bê trễ đường đạo đức, cũng chẳng quỳ dầu trang mà bỏ quên đạo. Việc đạo đức thì có tránh có tà, trong các việc đều có giả có thật, tà giả tránh mà ra giả ở trong thịt mà biết. Nếu không lấy tinh thần dìm theo suy nghĩ thì có phân biệt được giả chân. Bởi con mắt chưa từng thấy, việc chưa từng làm đến, sao biết ra tránh, đâu biết ra tránh, thí nghiệm chỗ tránh tà, vì đó làm cho
đạo Phật Tiên Thánh, ba nhà tu lập biến ra bàn môn. Vừa vậy chúng ta lấy đó dần xem tôn giáo nào tu mà không giữ trong quy ngũ giới luật lệ bề ngoài trắng trọn thì luận ta chi tới trong pháp bí mật bề trong có kể bề ngoài giữ yêu quy điều mà bề trong trong pháp chưa hề biết đến, nên đạo chánh tà khó mà phân biệt. Xin đồng tiến mộ tự sự tu hành phải giữ tam ngũ của tam giáo làm tam bổn là nền đạo đức của Phật thánh tiên, chứ đừng nghĩ mình nộp theo đoàn cho xảo quá mà bỏ lớp mà bỏ lễ nghi trai đó của trai giáo của đạo. Xong cũng nên hiểu chữ thủy quá cũng như bất cập thông minh đã ám muội, nên các bậc cá nhân hay giữ bực trung dung chẳng cho tới quá tới hồi bất cập. Còn người học đạo mà chưa thọ thấu hiểu chỗ chân lý của tam giáo mà dịch ra thì lấy làm hại những người do mà hành theo đó, thì tội lỗi biết mấy việc lợi là bao. Do người mộ đạo do theo đó cả đời làm thay có hạnh mà không thấy chi ứng nghiệm tàn cảnh, như thầy Châu Cử không vừa lòng trong Phật lão làm chú giải trong sách Nho rằng: Phật lão vô tình dạc diệt chi giáo, quỷ thức kim biên nặng khí kim, nghe là tối nay mình chưa thường dùng thầy hoàng, đâu biết cách thử hoàng thiệt giả. Như người làm sách quy nguyên trục chỉ đem gốc đặt đỡ nó theo đạo mình phải như vậy, thì làm cho kẻ hầu học không biết mà còn chê bai bán sáng ngầu và rất tổn đức, và làm còn làm nhiều điều trời bãi cho nhau nữa. Nên người được tu muốn thành tiên Phật thì cái tâm phải cho khác hơn tâm của phàm mới thành đạo. Thế gian hằng nói phàm phu nhục thở tu sao thành đạo là bởi học không tục lý, chẳng quản kiến đa quan chỗ dưới việc tu hành đó nên mới chuyển luận như vậy. Có lời cổ tiên rằng: mạc đạo thần tiên vô học xứ, cổ kim đa tiểu trụ thân nhân, nghĩa là chớ nói thần tiên không có học, quả chớ thần tiên ở đâu mà hóa thành ra đó vậy? Chẳng phải trên trời rớt xuống dưới đất vui lên, hay là trong đá mà hóa ra? Có phải trong phàm tu hành nhầm lý mà thành đó chăng? Có bài thi rằng: tiên tức phàm, phàm tức tiên, bất trí chân chánh tổng bộ nhiên, ngược nhân phúc quá vừa ngươi hải, người hóa long phi thượng cứu tiên, nghĩa là tiên là phàm, phàm cũng là tiên. Chẳng biết tên linh bỏ độ vậy, người biết xét coi loài dưới biển cá cũng thành lòng thuận cổ tiên, muốn chi rồi người bởi hơn loài đó tu không thành đặng sao? Tại người không biết chỗ lý học nên làm lạc tu chẳng thành đặng. Để như rồi ngũ kim kia đá sát đồng thiết là vật vô tình, không biết cử động chi cả, lấy sức người mà chế luyện ra các mấy cái cử động bay chạy còn đặng tay, huống chi người học đúng tâm pháp của tiên Phật không đến nên tiên Phật đặng sao? Học đạo phải hiểu cho tột lý, vì đạo tương giả mường tượng nhau khó mà phân biệt là chánh, nếu không nhầm mới chánh thì có siêu phàm đặng. Đây luận cơ cho người đồng chí rõ, hết tu hành thì phải thí nghiệm cho hiệp phụ kinh điển mới thấy thành đặng, kẻo để uổng một kiếp tu hành trương râu chay lạc cố cực cảnh sát cho đến chết mà không thấy chi đắc đạo thì đúng công uổng cho mình lắm đó. Có một vị hỏi sự siêu độ thế nào, đây tôi xin diễn giải và các nghĩa. Sự siêu độ là thế nào? Sự siêu độ là do một cái khí nhẹ khí nặng mà ra. Hãy linh hồn ai nhiễm trầm trục làm điều không mát tội lỗi nhiều thì nó phải trầm trục nặng nề đổ xuống. Còn linh hồn ai biết ăn năn sửa lòng trong sạch bỏ các điều dữ không làm tội lỗi tu dưỡng tinh thần trở lại thì nó phải khinh phù nhẹ nhàng đi lên, ấy là lời luật tự nhiên đó. Phàm con người ta ở thế từ mới sanh cho đến lớn tập tánh nhiễm ác sự lợi ích cho mình mới ra tội lỗi mà chuyển thành trừ khí trầm trọng nặng nề nên phải chuyển kiếp, thì theo kiếp trượt của mình làm đó mà tới quay, hoặc giàu sang, hoặc nghèo cơ độc, hoặc tàn tật không đốn và biết cầm thú, là tại linh hồn mình tạo gây mà chuyển báo. Nên sách rằng thiên địa tự nhiên giai hữu báo, nghĩa là trời đất đều có tự nhiên, trời đất tự nhiên đều có trả qua cho hết. Xin người đồng chí phải lo bồi đắp mà căn bổn lại thành nhánh lá phải tự nhiên thành mẫu, đón tạo hóa cho người một điểm linh tánh căn bổn của mình, nếu không biết giữ đỡ nhiễm được tí nhiều sự tội lỗi ác đức thì phải luân hồi chuyển kiếp mà quay trả nhau. Nên trong kinh Nhân Quả rằng: xuất sanh bổn thị linh nhân lai cá, nhân xuất luân hồi khổ đấu kim, nên là xuất sanh bổn thiệt là người thay đổi cái đầu khó diệu biến thân hình, người cùng vật xưa nay trường chuyển kiếp nhau vậy. Nên có câu: nhân chi sơ dị cầm thú, dĩ hy quân tử chịu lòng chi, khử nhân khử chứ, tiểu nhân khử chứ, hay là người cùng loài cầm thú cách nhau có bao nhiêu đây? Ở quân tử thì gìn giữ 400 chân tránh, còn kẻ tiểu nhân buông lòng tâm tánh chẳng gì gìn lại đặng. Nên có câu: nhân sơ dị có hỷ, nếu người bỏ mất 400 chân tránh thì người cùng hoặc cách nhau có bao xa? Song 400 chân tránh là gốc của người, nếu để nó buông lung ra làm điều không chân chánh, không công bình, không biểu hiếu đỡ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, tám điều một ấy thì mất 400 chân tánh, tri y quan hà, dị mau giác, đi mặc áo mão đồ khác long tượng. Tiên Phật cũng đồng cha sanh mẹ đẻ thông phàm, đi có đặng siêu thăng chứng quả, có phải là giữ 400 chân tánh mà tu hành chăng? Ai mà biết học bí pháp, tu hành lập công bội đức thì cũng trở nên siêu thăng như vậy, còn không lên là tài đồ không trúng kiểu hoặc không nhầm lý. Để như kia ra một cái kiểu hộ đồ chi mà chỉ nhầm cách thức thì rồi lâu ngày cũng trở nên trúng bị kiểu đặng, huống chi là
tâm pháp bí mật của tiền Phật tiền chỉ mà tu lâu ngày cũng để thành đặng, do tại chỗ sơ hành yếu lý mà thôi. Bài giảng đến đây tôi xin tạm dừng, ngày mai giờ cần chúng ta sẽ gặp nhau lại trước khi dừng. Cô có mấy lời chúc quý môn đệ và tất cả chúng sanh phải thương yêu nhau và đoàn kết nhau để tu tập hướng về Phật đạt, thọ hưởng sự vui sướng hạnh phúc. Trước khi ra dừng, tôi có mấy lời chúc cho gia đình với quý vị và quý vị được khỏe mạnh và đoàn kết nhau tu tập hướng về Phật đạt. Tôi xin chào. Sáng hôm nay thì ông Tư cũng thuyết pháp xong một bài rồi mọi người. Và bây giờ thì ông Tư đi về thuyết pháp cho các Phật tử. Hẹn mọi người video từ cơ của Lộc vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người nha.